sắp ngay á khmui ka đắc nom rọt jeung nha kan ka nghi srok teh chmuoy nang pak puok robas kot priep do chi khla da neu krau trong khla neu krau trong khmui bơ khla neu krau trong jeung trâu ta đắc luon jeung nong trong hay puok khla neu krau trong hay jeung trâu thơ trong đắc jeung luon nính tại khla si mần chăng vi trâu chăng ngai chăng hai cái vậy thà cùng khát mùi cùng khát, bùa bùa chia dâm vậy nè mùi á, đòi xa xịt đây sọc bọc mùi, bùa khát đã nè mùi, cái xua khăm việt nam anh khát, ót anh thà anh khát, bữa nay khát là hốt đỏ hiền vậy cả, bữa đó anh vô tha, anh miên là rom, mình vô tiết miên là rom, thà chỉ vật anh ngoạp bát hơi, ngoạp bát rồi, trong vậy cả bữa ở hiền vậy, thôi chơi tờ ruột đi một ngày đốt từng hàm hơi cho, chẳng anh miên rom thằng ngoạp anh mà thôi vậy á nè, sắp ngay á bông ổn. Đói xa, bà con, bà mộp đông bà nà, tôi chẳng á. Vì ọt miên chắc bắp đây dập hiếp, tại anh cắt, cắt bằng thôi bà nà, như dụ ra anh trầy nâng á, ọt miên á. Đó bây chóng bà nà, bà quát á, đôi khla nà krai trông chẳng không? Đôi khla nà krai trông. Quát chóng thơ ấy xa chả quát, chì vứt rộng bao dương muôi bà tê không ngùi. Si xong lư, à rộm, à rộm. Mình chết tiết á, à rộm. À rộm bao mà nữ không ngùi, à rộm á. Tích nó khơi sập bài tới nó khơi off shock tới nó khơi shop anh đi tới nó khơi nhà nung tới chăng tới trong tới chăng à rom ban cái đây sọc cá đấy khmui sọc kê khmui à bà con đặc nom ruột nâng á khmui cứ kì rèn bà con ơi nhẹ nâng á nhẹ đặc nom á tôi bay miên à rom giang mấy cái đài cọt hiện này à lấy bên đôi khla nơi cái trồng bà mô đông nát cục bà giang tức ngọt tới đó cọt khơi con của mông kia sát chứ của rộm tờ ấy, bà anh gió bàn bánh nó bên nơi nồng trông với nhá ý bà anh gió anh chọn gió á, bánh anh gió cục anh hiện ở đây ở thiên rồi, nơi sọc kê chẳng không ấy không mơ mơ bà thiên niên thật bà đây ở mình bà thiên niên thật bà đây phóng nó không mùi đăng phí ẩm nát ra bà thiên niên thật bà đây thông chiến ẩm nát ra bà đi dụ ra mặt trời bí bà đi dụ ra mặt trời á cứ dương bà chẳng rơi sập hìa sập hìa mà sập hìa chỉ mai chỉ ơi ra bà đi dụ ra mặt trời sự phía nè bỏ rơi nhiều đòn trời, bây giờ bỏ rớt á, mình bán bỏ nó toal đòi khuôn ai nhá, từ rơi nhiều đòn trời đi, nhiều đòn mình trời, bây giờ căn nhiều đòn trời, bây giờ bỏ rơi sự phía rơi nhiều đòn trời, chăng à, bây giờ bỏ rớt á, mình bán bỏ nó toal đi, bây giờ bỏ rớt cha bỏ té á, thôi mà na, ta quát ao nát toal kháng á na, bây giờ nè từ bữa đây á, bây giờ bỏ rớt bỏ nó toal, bây giờ nè từ bữa đây à, mình chơi bây giờ bỏ rớt bỏ nó toal, nhét để bán ao nát đi, bây giờ bỏ rớt toal thôi mà na, thôi mà na thôi mà thông bà hai sẽ hạ rốt ẩm rình hai chia bà thiên nha thập đầy phong mình mến chia nửa dụ đoàn trái nửa dụ đoàn trái ẩm nát mình thông tê bì bố nơi khao rốt sập hìa rốt sập hìa bàn thông không ngồi rốt sập hìa thông mà thiên tà lẹ nửa dụ đoàn trái bàn rốt sập hìa mẹ mẹ này ai nhá rốt sập hìa mà rốt sập hìa bì bố chia tầm náng chăn tẹ rô bà tê rô bà chia bà rốt mà bà tê bàn tay công dây bà rừng bà sân áo tạo đôi xăm ngay nữa á tầm nàng bại bắt tầm nàng là bao bông ôn sập ngày nó bắt tầm nàng bao dương bất thiết nha tầm đây thông mà sọc mùi bì bùa vía cứ chìa bọc cúl để bán tổ tu sứt bì bà chìa bà rốt mà chạp bà tiết toàn bông ôn tầm mưa chìa bạp á bất thiết nha tầm đây ở mấy cái xe chìa bạp mong á chìa bạp á rốt phía xế rước bán tại ạ kẹ mê bà chìa ca con tọa mùi cụt bên là ông chìa bất thiết nha tầm đây ốc bán màu tám khuôn á ốc bán màu tám khuôn á tại à kẹt mê bằng chia cá con toát tại mũi cột con toát từng óng miên chụp bắp mòn trâu tăng bị khmer mò vay từng lái mòm lái cài mũi cài nâng bị miên chụp bắp rèn mòn mình men bật thiên nhiên thật bật đấy rư này vua ra bàn tay tại tay tăng đôi sọc mai dương tề chọn tay tăng bị na bàn chọn tay tăng bị na các bạn ở tề bàn tay dương nè vừa ruộng nơi khao ông là bom này cá cướp rong bạch đặt trong vui du dù nó lấy tạm biệt anh mong đọc bình chẳng dương ở đăng tham mên bà quân ấy tê dương đăng thả sọc xuống cứ đòi xa xa lò dương ta phá năng à vì ngọt thoảng nâng không có dương vì ngọt thoảng nâng chẳng mắt phụ thật đô à rộm sân đô à rộm sân trong co sáng pro chia thập bà tay trời co sáng à rộm để phụ dây thả vập bà thò nó à rộm nó cứ vập bà thò à ấy để chắc chứ rơi không à rộm ta đái nó cái hào vập bà thò dương dương vì miền ả vấp và thoát đắc non tại sạt nhưng vui sọc hí chìm hơn mình hí chìm hơn si song lên sạt chạy tại sạt những cừm nát chẳng có bọc cô tại sạt đó chẳng dương ngoạc ả rắm mùi nè chẳng ai bán xong đang si quay bọc lọp bán thà mình tầm khăn đấy bọc quan tầm khăn tại đô mê tầm rắm chơi như lò thế nhá
យើងទៅរស់នៅក្រមឆន្ទៈរបស់សមនស៊ីទៀតអត់បានដឹកនាំរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធទំនើបទេបងប្អូនដែលធានាសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងដៃយើងជាចិនត្រៃប្រធានាធិបតីផងសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតផ្ទាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតអត់ផ្ទាល់ទេប្រធានាធិបតីបោះឆ្នោតផ្ទាល់ប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិជ្រើសតាំងបានតែអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពតែមួយគត់ពីព្រោះគាត់ត្រូវវាយក្រៅប្រទេសប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិចេញវាយក្រៅប្រទេសបញ្ជាឲ្យវាយក្រៅប្រទេសដូច្នេះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពត្រូវតែជាមនុស្សដែលជាមនុស្សចិត្តដិតនិយាយត្រូវគ្នាមួយគាត់ហើយគាត់តែគាត់អ្នកដកអឺតែគាត់អ្នកដាក់គឺគាត់ជាអ្នកដកប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំគេធ្វើច្បាប់ក្រៅពីនឹងទាំងអស់ហាមគេហាមមកច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលហាមមិនឲ្យប្រធានាធិបតីតែងតាំងឡើយដល់ពេលយើងកូនឯងបងឯងប្អូនឯងក្រុមគ្រួសារឯងប្អូនថ្លៃឯងឃើញកន្លែងនឹងអត់ឃើញកន្លែងនឹងអត់ងាប់ងាប់ចេតចេតចេតលួងអានឹងងាប់ងាប់កន្លែងហ្នឹងងាប់អាហ្នឹងឯងវាកើតជាយកដីយកធ្លីវាកើតជាស្អីពុកលួយពេញទឹកពេញដីកើតប្រព័ន្ធតឡាការហ្នឹងស្អីស្អីបជាលិចបជាកើតយើងប៉ះកូនគេលោកធំអត់បានហ្នឹងមុននឹងឈានចូលដល់កន្លែងរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលសិទ្ធនឹងអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់យើងដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យត្រូវកសាងវប្បធម៌វប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងពីព្រោះយើងហ្នឹងវានៅក្នុងវប្បធម៌ដឹកនាំដោយស្ដេចហ្នឹងជាវប្បធម៌ដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការប្រមូលផ្ដុំអំណាចហ្នឹងវាយូរពេកហើយដូច្នេះត្រូវកសាងវប្បធម៌វប្បធម៌ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្មែរសិនកសាងមិនងាយទេណាក្មួយផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សហ្នឹងមិនងាយទេណាក្មួយពូហ្នឹងចរិតដូចពូអញ្ចឹងក្នុងសង្គមខ្មែរគេថាមិនសមមេដឹកនាំទេពីព្រោះវាសាមញ្ញហួសគេថាអញ្ចឹងណាក្មួយប៉ិនអារម្មណ៍ពូវាដូចតែក្មួយអញ្ចឹងណាក្មួយអារម្មណ៍ពូម្ចាស់ប្រទេសក្មួយឯងម្ចាស់ប្រទេសពូអត់មានអារម្មណ៍អីពិសេសជាងគេទេក្មួយអត់មានអារម្មណ៍អីពិសេសអញ្ចឹងថ្ងៃមុនពូទៅប៉ោយប៉ែតថាមនុស្សវាច្រើនច្រើនទៅខាងថៃវាច្រើនមែនតើវាមានពួកអាស្បែកសហើយខ្មៅថោច្រើនមែនតើវាយចូលដីថៃពេលណាយើងមិនចង់ឈរតម្រង់ជួរទេអានឹងយើងឲ្យលុយគេ300បាតខាងថៃយើងវាយបានលឿនចូលដីថៃពូអត់មាន់ពូទៅឈរមួយគេមនុស្សមើលពូព្រាបសក់ខ្មែរដូចគេមើលមកឃើញថាពូប្រធានបកខំវាសនាដូចកលេសបេះអញ្ចឹងណាគេគិតថាអញ្ចឹងណាក្មួយពូធម្មតាក្មួយហើយឲ្យពូទៅមើលមុខគេមុនទៅស្វាគមន៍គេមុនសុំទោស